quý vị phụ huynh, hôm nay ALS vinh dự được mời chị Ngân và bạn Vân Anh đến để chia sẻ về quá trình học tập của mình tại ALS. Bạn Vân Anh thì sau một quá trình học tại ALS đã xuất sắc giành được số điểm là 7.0 IELTS. Và chị Ngân ơi, chị có thể chia sẻ về quá trình của mình khi mà cho Vân Anh học ở đây được không ạ? Chị thì đúng ra là công việc của chị cũng khá là bận rộn nên cũng ít có thời gian mà sát sao đến cái việc học của con. Nhưng mà thấy cô giáo cũng có nói là cái điểm tiếng Anh của con là dạo này là thấp. Thế cho nên là về cũng nói chuyện với con. Và đúng là thấy con nói tiếng Anh cũng rất là khó. Và thấy cũng không hứng thú với các cái phương pháp giảng dạy của các cô hiện nay ấy. Thì mình về cũng tìm hiểu rất là nhiều nơi, rồi là nhiều trung tâm nữa. Thì được giới thiệu đến ALS. Thì được biết là đây là có cam kết điểm tiếng Anh đầu ra. Thế và với cả các mình cũng đến tận nơi và được các cô là cũng tư vấn là ở đây thì là có cái phương pháp mà mình thấy rất là hay là 3 giáo viên kèm 1. Đấy, cái điểm đấy rất là hay và với các phương pháp là giảng dạy rất là hứng thú và tạo như là cái niềm thích thú cho các con học tiếng Anh. Thế thì chị cũng có đăng ký cho con học thử đấy 6 tháng. Thế và đúng là thấy tiến bộ rõ rệt luôn, không những là ở trường lớp mà lại còn kể cả ở ngoài nữa. Thế rất là tốt luôn. Thì chị cũng thấy rất là mừng. Mà cái điểm của con ấy thì lại thường xuyên là được gửi về cái số điện thoại mọi lúc mọi nơi. Thế cho nên là kể cả dù chị có rất là bận rộn đi chăng nữa, thế mình vẫn có thể là nắm sát được cái tình hình học tập của con. Mà chị chỉ tiếc một cái điều duy nhất là mình không biết đến ALS sớm hơn thì để cho con có một cái tiền đề vững chắc trong cái môn tiếng Anh này. À, dạ vâng, em cảm ơn chị. Vậy Vân Anh, em cảm nhận như thế nào sau một quá trình học ở ALS? Sau một quá trình học ở ALS thì em thấy tự tin hơn nhiều khi mà sử dụng tiếng Anh với lại mọi người, đặc biệt là người nước ngoài. Tại vì là trong quá trình thì như em nói là kiểu được 3 giáo viên kèm 1 đấy ạ. Thì có một thầy giáo trên lớp, một gia sư và một giám sát viên ấy. Thế nên là kể cả khi em lười thì vẫn luôn có người nhắc nhở để em học bài và làm bài tập. Nó rất hiệu quả. Vâng, cảm ơn ý kiến của hai mẹ con. Thì ALS sẽ dành những ý kiến này để phát triển hơn trong tương lai. Nhân đây thì ALS xin được dành một phần quà cho Vân Anh vì em đã được 7.0 IELTS, một số điểm rất là cao, để hỗ trợ em trong học tập. Và ALS xin được dành phần quà này và hy vọng là với tấm bằng 7.0 IELTS thì em sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai và đạt được ước mơ của mình nhé. Cảm ơn ạ.